Ăn cơm với tép đêm các bạn ơi. Mời các bạn nha. Bây giờ con tép trên trên đồng các bạn, con tép ruộng á, trên chỗ trong á, hiếm lắm các bạn ơi, hiếm lắm. Con tép rông hồi xưa các bạn, rông hồi xưa bắt dưới ruộng lên cái bắt đầu á, bỏ nồi xào, xào có người là để dầu để rau các bạn, nó ruộng lại cái nồi nồi các bạn, rông hồi xưa nó rau nó nhiều lắm các bạn ơi. Gấp nó cái quậy 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 kéo lên một nồi á, đúng ra con tép này phải giống nhỏ, giống nhỏ thì ra cái con tép, nhỏ nữa thì ra cái con ruốc, còn lớn thì con tôm, nhưng mà tép là tép, tôm là tôm.
ở miền Tây á, có nhiều dùng á, kêu cái con tôm là con tép các bạn. Nhưng mà ở các vùng khác á thì con tôm là con tôm, con tép là con tép. Như cái này không phải là tép đâu các bạn. Mình kêu kêu chung người ta chứ không phải là tép đâu à. Cái này là con tôm biển đó các bạn. Con tôm biển nó nhỏ 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 nè. Mà ngon lắm, là đủ loại nè. Bạn thấy không? Có loại đỏ, có loại trắng là nó là con tôm các bạn, nhưng mà nó nhỏ, con tôm này biển nó nhỏ. Mình kêu là chung là con tép dễ hiểu các bạn này. Chứ thật ra con tép nó cái giống tép là giống tép, tôm là tôm. Cho mà riêng mặn mặn ngọt ngọt ngon, cơm ngon. Cơm nhỏ nhỏ này nè các bạn, đổ bánh khọt bánh xèo ngon lắm các bạn. Bánh khọt bánh xèo đổ nó dừa lắm các bạn, hoặc là làm bánh bột lọc các bạn, bánh bột lọc á, quá dừa lắm. Thôi chia sẻ các bạn chút thôi nha. Chào các bạn nha.